Mặc dù đã là 18:30 rồi, trời đã tối nhưng vẫn rất đông du khách có mặt tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long để check-in, chuẩn bị tham gia vào một tour trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Và Hoàng thành Thăng Long vốn đã vô cùng cổ kính và về đêm, vẻ đẹp ấy lại trở nên thiêng liêng và rực rỡ gấp nhiều lần. Và nếu cuối tuần này quý vị chưa có lịch trình gì thì hãy ghi nhớ điểm hẹn này để có được những trải nghiệm mới mẻ tại khu di tích hàng ngàn năm tuổi giữa lòng thủ đô. Hành trình trải nghiệm tour đêm Hoàng thành kéo dài 90 phút với lộ trình bắt đầu từ cổng Đoan Môn, cửa dẫn vào Cấm Thành, nơi ở và làm việc của nhà vua xưa kia. Bước qua cánh cổng này, du khách như được bước vào quá khứ khi được thưởng thức lễ thượng triều của vua chúa và điệu múa cổ cung đình Thăng Long ngay trên các dấu tích khảo cổ. Hiện nay thì ở khu di sản Hoàng thành Thăng Long đang có rất là nhiều hình thức tour tham quan để gửi đến du khách và công chúng. Thì có tour phổ thông ban ngày và đặc biệt là tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long. Thì cái điểm khác biệt giữa tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long với tour ban ngày đấy là du khách sẽ được cảm nhận Hoàng thành Thăng Long lung linh hơn về đêm cùng với những ánh sáng và đặc biệt là có những cái hoạt cảnh và những tiết mục cực kỳ độc đáo do các nghệ sĩ biểu diễn và đó là những nghệ sĩ chuyên nghiệp muốn truyền tải đến những câu chuyện lịch sử với công chúng theo một cách hoàn toàn khác và độc đáo mới lạ. Hành trình tour đi qua một nhà trưng bày hiện vật nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Tại đây, du khách được đọc, nghe thuyết minh về những cổ vật, kiến trúc, trang trí cung điện qua các thời kỳ Đại La, Lý, Trần, Lê. Các hiện vật hé lộ những câu chuyện bước ra từ nghìn năm lịch sử, đặc biệt thông qua nhiều di sản Phật giáo. Rất đông du khách, trong đó có các em học sinh, được tìm về cội nguồn quá khứ. Con thấy là ở Hoàng thành Thăng Long vào buổi tối thì nó có nhiều ánh đèn lung linh, đẹp hơn, cảnh vật yên tĩnh thì giúp con quan sát được những các hiện vật dễ dàng hơn. Nghe các cô, các chú, hướng dẫn viên ở đây hướng dẫn cho con tìm hiểu về các hiện vật thì sẽ giúp con học môn lịch sử tốt hơn. Tôi có niềm say mê về giá trị truyền thống. Tôi rất yêu văn hóa Việt Nam. Vì vậy, tôi mong rằng sẽ có cơ hội khám phá những điều mới mẻ tại khu di tích này. Đặc biệt, vợ tôi cũng là người Việt và tôi hy vọng có thể giới thiệu cho con gái tôi những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trong hành trình trở về nguồn cội, du khách cũng được tận tay thực hiện lễ dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn tới các vị tiên đế đã có công gây dựng kinh thành Thăng Long trước thềm điện Kính Thiên, nơi cử hành những nghi lễ quan trọng của triều đình, đồng thời khám phá khu khảo cổ với nhiều giếng xưa, nơi những viên gạch tồn tại đã qua 1.300 năm. Đặc biệt, thông qua hình thức trò chơi giải mã, các nội dung về lịch sử không còn khô khan mà trở nên hấp dẫn và thú vị. Hôm nay là một thời tiết rất là đẹp. Thứ hai đó là một cuối tuần dễ chịu. Tôi cũng mong muốn cho con trải nghiệm những cái trò chơi mà chưa từng trải nghiệm và tìm hiểu những thứ mà cháu chỉ đọc qua sách vở. Đã làm cho các cháu có thể nhìn ra được và tập trung vào đấy và có thể phát hiện được ra những cái khác biệt của các thời kỳ. Đây là lần đầu tiên con đến với Hoàng Thành và con cảm thấy rất là vui khi được đến Hoàng Thành và con đã biết thêm được nhiều điều về lịch sử hơn. Bảo tàng lịch sử quốc gia vừa qua cũng lần đầu tiên tổ chức tour đêm Hồn quê làng Việt, khai thác sâu hơn những nét xưa hồn Việt ngay trong bảo tàng. Trong tour này, du khách được tìm hiểu về kiến trúc tòa nhà Bắc Cổ, công trình mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương, các bảo vật quốc gia được lưu trữ, trong đó có cây hương đá chùa Tứ Kỳ thế kỷ thứ 17. Không phải ngẫu nhiên bảo vật này được lựa chọn để giới thiệu tới công chúng, bởi đây là biểu tượng của Phật giáo, thể hiện sự kết nối giữa trời và đất, giữa cõi âm và cõi dương, gắn liền với phong tục, tâm linh, nếp sống của làng quê xưa. Đây là một cái dự định mà đã ấp ủ từ rất lâu của chúng tôi rồi và mong muốn là tổ chức một cái tour đêm mới, lạ và độc đáo. Khi mà bạn đến cái không gian này thì bạn sẽ cảm nhận được là ở đây có cây đa cổ thụ ở phía ngoài đúng không? Bến nước là sông Hồng ở bên này và mái đình đó chính là công trình kiến trúc của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Và ở trong những công trình như là đền, đình, chùa thì mình thường thấy là có cây hương hay là cây cầu đá. Thì đấy là đều là những câu chuyện mà mình đưa vào những cái tour này, nó đều có cái sự kết nối lẫn nhau. Và ngay cả những cái không gian mà bọn mình set up ở đây ấy, thì đó cũng là những cái không gian làng quê của người Việt. Cảm thấy là nó là một cái hoạt động mà rất là lý thú cho người tham gia, đặc biệt là về ban ngày. Còn bận đi học, đi làm thì có thời buổi tối có thể dành ra một chút thời gian để tập văn hóa và thư giãn như thế này. Tôi cảm thấy rất vui khi đến đây trải nghiệm tour ngày hôm nay, được chiêm ngưỡng kiến trúc của bảo tàng cùng rất nhiều bảo vật quý khác. Ở Hà Nội có rất nhiều tour được tổ chức như thế này, mang đến sự thú vị và khám phá đặc biệt cho du khách.
Điểm nhấn đặc biệt của tour đêm này chính là trải nghiệm thanh âm đồng cổ. Tại đây, du khách được hóa mình vào người Việt cổ thời các vua Hùng và gióng lên tiếng trống đồng, thanh âm linh thiêng trong không gian đặc biệt. Chúng ta đã từng biết đến trống đồng, từng xem trống đồng và từng nghe trống đồng. Nhưng đã ai đã được đánh trống đồng và được nghe âm thanh của trống đồng chưa? Thì chắc chắn tôi nghĩ là chưa. Chúng ta buổi tối ngày hôm nay thì đây là một cái trải nghiệm đặc biệt và lần đầu tiên quý khách được làm việc đó. Trong 90 phút mỗi tour, du khách như được trở lại trong không gian đậm chất Việt xưa, cảm nhận những điều mới lạ, khám phá những giá trị tinh hoa với góc chợ quê, cây rơm, nặn gốm, hay khám phá những trò chơi dân gian quen thuộc gần gũi của ông cha như bịt mắt đánh trống. Đây cũng là dịp để mỗi người tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc tình yêu quê hương cùng với gia đình, người thân và bạn bè. Con cảm thấy rất vui và rất là náo nhiệt ạ. Bởi vì là hôm nay con đến đây con được chơi tất cả mọi thứ, những trò chơi truyền thống của Việt Nam. Với các con đến đây thì thực sự là tôi rất là vui và cảm thấy cái tour này rất là bổ ích. Không những cho các con mà cho cả người lớn, bố mẹ cũng thích nữa. Đây là một cái chương trình mà nó hoàn toàn mới và chúng tôi mới đưa vào để thử nghiệm. Tuy nhiên là chúng tôi đã nhận được rất nhiều cái sự hưởng ứng rồi những cái phản hồi tích cực từ công chúng. Đây nó vừa là một cái niềm vui cho những người làm chương trình như chúng tôi và nó cũng vừa là những thách thức, bởi vì là khi mà được công chúng đón nhận nhiều như thế và tin tưởng như thế thì chúng tôi lại phải suy nghĩ, phải chăn trở để làm thế nào để xây dựng được những cái sản phẩm mà nó thực sự là hấp dẫn, có ý nghĩa và truyền tải được những cái nội dung về giá trị lịch sử văn hóa của Việt Nam. Tại Việt Nam, vài năm gần đây, nhiều địa phương doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai các hoạt động dịch vụ về đêm để thu hút khách. Tiêu điểm là mô hình chợ đêm như phố đi bộ ở một số điểm đến du lịch lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Đà Lạt. Một số sản phẩm tour du lịch đêm chuyên biệt đã được đưa vào khai thác như tour đêm đền Hùng trở về nguồn cội ở Phú Thọ, tour khám phá động Phong Nha về đêm tại Quảng Bình, tour đêm huyền bí thành phố Hồ Chí Minh hay phố đêm du thuyền ở Quảng Ninh. Thưởng thức show diễn thực cảnh về đêm như Tinh Hoa Bắc Bộ, Ký ức Hội An. Với một cái di sản đồ sộ rất nhiều thông tin về văn hóa lịch sử như thế này thì làm thế nào đó để thiết kế ra, xây dựng ra một cái sản phẩm tour mà dễ dàng cho tất cả mọi người trải nghiệm. Cách mà trải nghiệm này nó mang cái tính giáo dục rất là cao, dễ dàng cho tất cả mọi người nhớ được. Được xác định như động lực mới cho tăng trưởng du lịch nói riêng và kinh tế nói chung, thúc đẩy du lịch đêm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều bộ ngành địa phương, doanh nghiệp. Việc tạo đà phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch đêm tại Việt Nam được xem là hướng đi phù hợp với xu hướng quốc tế, giúp tăng trưởng kinh tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh và bản sắc văn hóa Việt tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.